Nga, Ukraine border 23 months ago, 23 tuần trước hay tháng trước nhỉ? ETA 2 minutes, boys. Có vẻ chúng ta đang ở trên một cái máy bay vậy. John, really? Shut up. Vẫn là cinematic chứ. Đây rồi, ta đây. This is it, the Russian-Ukrainian border. Vừa vào thấy vấn đề rồi. Có vẻ mình hạ hơi thấp. Not sure what I was expecting. Com check, Frank, can you hear me? Over. Vẫn hơi thấp. Cho lên một chút nữa nha các bạn. Các bạn cứ kéo chuột sao cho các bạn thấy tốc độ nó vừa tay thì các bạn ra đây các bạn kéo cái tăng chỉnh cho nó phù hợp với cả cái thói quen sử dụng của các bạn là được. Chứ đừng bắt chước theo mình làm gì. Mỗi người có một cái cách chỉnh chuột khác nhau mà. Rồi, có vẻ ổn hơn rồi đấy. Rồi. Ê, không được, không được. Còn thiếu cái gì nhỉ? Vibration. Nó sao để am nhỉ? Mình muốn cái việc đó là khi mà chúng ta bật ngắm lên ấy, thì mình chỉ phải click chuột một lần thôi. Còn ở đây mình phải giữ chuột thì nó mới cho ấy. Nó khá là khó chịu, nó không phù hợp với cả thói quen của mình. Rama Wilson, Iran Sai. Marwell Button. Nó không có điều chỉnh gì nhỉ? Nó thường nó phải ở đây không ạ? Thử ghét mấy cái này lên coi xem sao. Stay frosty. Over and out. Over and out. Đây này, cứ phải giữ chuột lại thì mới bật ngắm được như thế này thì nó không quen với mình cho nên mình thấy khá là khó chịu. Sao lại chỉnh được nhỉ? Nó phải ở phần mouse hoặc là controller gì đó. Invest này nó của khỉ gì ta? Tiếng Anh của mình ở cái đoạn này nó hơi yếu. Nó đảo ngược cái ấy, cái con chuột. Ở đâu nhỉ? Khó chịu thật đấy. Hay là ở game ta? Chắc ở đây, chắc ở đây. Ở đây. Ở đâu? À, mình ở con mấy của nó ấy. Unless camera. Disable controller hint. Bật hết đi. Vẫn vậy, fuck it. Fuck. Thôi rồi, có lẽ đành sống chung với cả sự khó chịu vậy. Chứ chả biết thế nào cả. Rồi, thử nào. Chịu khó rồi. Không quen, đành chịu. Xin phải chạy nhanh các bạn. Cứ đi theo cái thằng của nợ này. Chúng ta sẽ có sẵn một đứa dẫn đường mà. Khá giống như game khác. Khác có cái control không phải ngồi mà là control là nhìn như kiểu Assassin's Creed ấy. Đi chậm. Nằm đúng là C. Ấn C một cái nữa là ngồi. C có hai chế độ, ngồi và nằm nha các bạn. Ready? What's that? No fucking idea. A test site maybe? Ấn control này để tập trung các bạn. Cho tròn cái màn hình hai bên xung quanh ra. Too far. We need to find a better spot. What about over there? Cliffs on the right side of that dome. You see that? Yeah, I see it. Not sure about the angle though.
Let's go and check it out. Ôi, bắn có rơi đạn nữa à? Game này kinh đấy. Game nào mà bắn mà các bạn có rơi đạn nữa thì game đó thì nó thuộc lại kinh điển đấy. Các bạn đáng để chơi đấy. Hey, you're the one with the Navy Cross. I didn't fight for that. Năm con thanh cuộn con chuột để có thể mở rộng to cái ống nhòm nha các bạn. Đi thử bây giờ nào. Ví dụ bắn ở đây đúng không? Bắn lên cái thanh cầu nhá. Đây bắn lên cái thanh cầu rồi. Nâng tâm rồi. À đâu? Tới quá rồi nhỉ? Ở đây, lại đống lửa lúc nãy đi. Nâng tâm. Đây à? Nó rơi đạn một chút rồi các bạn. Cái này nó hướng dẫn chúng ta. À, đúng rồi. Cái gì đấy? Cái chơi à? Ui. Gì đấy? Ra đi qua bên kia vậy.